Thì native ad ấy thì là nó không phải là quá mới. Tuy nhiên để làm sao hiệu quả thì tôi thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam kể cả nước ngoài luôn hiện nay cũng đang chưa làm tốt cái native ad này. Chính vì thế mà tôi muốn trình bày về cái cách để tối ưu native ad để chúng ta có thể tăng được doanh số. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu native ad là cái gì. Thì native ad tiếng Việt của nó chính là quảng cáo tự nhiên, tức là nó không thể phát hiện được đây chính là quảng cáo, gọi là quảng cáo tự nhiên. Tức là khi các bạn nhìn thấy quảng cáo, các bạn sẽ không biết là đâu là quảng cáo, đâu là gì, đâu là nội dung thường, gọi là nên đi bạn. Là hình thức quảng cáo trả tiền nhưng cách thức xuất hiện lại như một bài viết tự nhiên được phân phối bởi chủ đích, bởi các cái tập hoặc là nên đi nhận ra thì đấy chính là nên đi bạn. Các cái dạng nên đi bạn thì bao gồm ví dụ chúng ta thấy ở đây có ba dạng, mà cái này đây là cái gọi là cái đơn vị mà gọi là tổ chức mà gọi là nghiên cứu về những cái bài đấy họ đưa ra. Thì bảo đội chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta có rất nhiều định dạng, ví dụ như infix, unit đó. Thì đối với cái định dạng sau sau content ấy, infix, unit là infix thì tôi sẽ trình bày các bạn một cái ví dụ cụ thể hơn. Ta đi vào thì chúng ta nhìn thấy trong một cái nội dung quảng cáo như thế này đó, thì chúng ta nhìn thấy đây chính là cái nội dung quảng cáo, chúng ta nhìn dọc đây thì có một cái màu đỏ màu vàng xuất hiện, tôi zoom to ra thì chúng ta nhìn thấy ở đây là tài trợ, có nút tài trợ, thì đây chính là một cái bài viết được lẫn vào trong cái quảng cáo, và chúng ta phải nhìn rất là kỹ thì chúng ta mới thấy. Người thường người ta không lý, đây chính là dạng sponsor content. Về page search unit thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta search cái kết quả ra thì toàn bộ cái hình ảnh này nó chính là quảng cáo hết rồi, chứ không còn là search tự nhiên nữa. Và đấy, chúng ta thấy cái AdWords của anh Đạt đây thì nó nhìn thấy như thế này đúng không, nhưng mà về sau nó ra cái kết quả này nó cũng là AdWords luôn, chứ nó không còn là AdWords như bình thường nữa, mà nó rất là giống kết quả SEO. Nhưng mà cái này nó lại được được bởi Google lên cái mẹt của product. Về cái recommended widget thì chúng ta thấy ở trên trang CNN nó có một cái mục, nó có hai mục, một mục ở bên 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 tay phải đây thì chúng ta thấy là recommend đúng không nhỉ, ở bên này thì là from around the web. Thì chúng ta thấy rằng là hai cái bên này các bạn sẽ không thể phát hiện ở đâu là quảng cáo, thật ra có một bên hoàn toàn quảng cáo. Đây chính là cái phần này, from around the web, thì chúng ta nhìn thấy toàn bộ kết quả này là quảng cáo, kết quả quảng cáo. Ở family chúng ta thấy ở Việt Nam, và đối với Việt Nam thì chúng ta nhìn thấy nó dễ hơn là đây, bí quyết tìm lại giấc mơ ngủ êm ái của S Micro, thì đây chính là cái dạng quảng cáo chứ không phải là nội dung bài viết của chuyên gia family đâu. Nhưng mà ở Việt Nam thì nhìn nó còn dễ phân biệt, ở nước ngoài là còn không phân biệt luôn, như trang xe đen chúng ta làm sao chúng ta phân biệt được đúng không nhỉ? Đó. Đối với promo listing thì cái này là dành cho thương mại điện tử, thì chúng ta thấy rằng là như là Amazon, như là eBay, như là Táo Bảo, Malaysia, Alibaba, Lazada, Vật Giá, tất cả những trong web đấy đều có cung cấp dịch vụ là promo listing. Cái này chúng ta còn gọi là gì ạ? Chúng ta có thể gọi là gì? Amazon đẹp, chim bao giờ đẹp, đúng không nhỉ? Thì những cái ad này là được chúng ta nhìn thấy kết quả trên đầu này thực sự ra là trả tiền, chứ không phải là tự nhiên lên được ạ. Trên Amazon cũng vậy, chúng ta thấy rằng toàn bộ cái nội dung này được trả tiền cho Amazon để được đẩy lên trên cái tốc độ. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái ad quýt đẹp, ad quay đẹp. Khi mà các bạn vào trong một cái tờ báo thì chúng ta nhìn thấy đây là có cái chữ dòng chữ là poll by Google. Toàn bộ cái phần này nó chính là phần quảng cáo native ad, và chúng ta không biết đâu là native ad, đâu là không. Ví dụ Man United chuẩn bị lại đón Tân Binh thì cái này là quảng cáo hay là bài viết ạ? Bài viết rồi. Vận động viên giành huy chương vàng thì là gì? Bài viết đúng không ạ? Như ở đây là đồng hồ Thụy Sĩ giảm giá, quảng cáo.
đình trình nhỉ? Hay là bắt đầu với AdWords với Mai Xuân Đạt đây này, thì đây là gì ạ? Quảng cáo hay là quảng cáo đúng không nhỉ? Mình nó xếp như này làm sao biết đâu quảng cáo? Nhưng mà chúng ta vẫn ở đây, chúng ta vẫn nhiều người phát hiện quảng cáo đúng không? Đấy là họ gì, trình độ chưa cao, tức là chưa tối ưu, đình trình nhỉ? Chứ còn nếu mà cái này thì các bạn sẽ chịu luôn này. Văn Quyến được mời về làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bia đi, thì quảng cáo hay là sponsor hay là bài viết đúng không nhỉ? Đấy là quảng cáo đấy, nhưng mà nó sẽ gì, nó sẽ đúng ngữ cảnh luôn đúng không nhỉ? Bên cạnh là gì, vận động viên khi chơi gàng SEA Games được ABC gì đấy đúng không nhỉ? Thì đây chính là quảng cáo của tôi, vận động viên giành huy chương khi chơi gàng SEA Games được Bia Linh mời về làm bảo vệ, đây chính là quảng cáo được chưa, chứ không phải là bài viết nhé. Ok, tại sao lại nên dùng LinkedIn Ads? Thì theo một số nghiên cứu của Nelson cho biết người dùng Internet chú ý đến một mẫu quảng cáo tự nhiên nhiều hơn 52% so với một cái quảng cáo bình thường. Về cái attention là đã hơn 52% rồi. Đó. Về tỷ lệ tiếp chuột thì click-through rate tăng gấp 3 lần so với display, và tỷ lệ chuyển đổi từ click chuột đã tăng gấp 2 lần so với display. Các bạn nhớ cái bài quá trình nhỉ? Mỗi thứ tăng thế là nó tăng đấy, cách là tăng thì chuyển đổi đấy, dùng lên cái bài đi thì nó sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi, tại vì CTR cao lên, tăng lên attention tăng này, CTR tăng này, conversion rate tăng này. Đúng không nhỉ? Cái này không phải tôi nói nhá, cái này là có một thằng nào nói xong tôi chỉ đặt được thôi. Đây ạ, 140% tăng trưởng một năm, đây chính là cái tốc độ tăng trưởng của LinkedIn Ads. Và đây là Adnam nói ạ, Adnam mà, Adnam của tôi, Adnam là một mạng LinkedIn Ads. À, tránh được Adblock, một tin mừng. Đối với quảng cáo thì người ta hay chặn Adblock. Nếu mình là Adblock nó chặn, nhưng mà riêng LinkedIn Ads thì nó không chặn. Có thể chặn bỏ, vượt qua được Adblock. Được chưa? Các nhà cung cấp thì có hai dạng nhà cung cấp. Một là cung cấp tự cung cấp như là Twitter, Google, Facebook. À, Facebook chưa có nên đi mẹ nhé. Facebook chưa có. Chắc là sắp tới sẽ có. Twitter, Google, báo mới. Ví dụ như vậy. App Micro, AdClick. Thế còn các AdWords như là Red Content, MGID, AdNow, AdWay, PayClick là những cái hệ thống ăn lên luôn. Google đến cái bẹt, các bạn có nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Anh Đạt nhìn bao giờ chưa? Chưa nhìn bao giờ đúng không? Phải là anh có chơi AdSense đâu. Những ai mà chơi AdSense ấy thì khi mà login vào trong tài khoản AdSense thì nhìn ra cái gì? Google đến cái bẹt. Sau đó người ta có cái đoạn này, mã này người ta nhét vào trong thì trong cái bài publisher, thì lúc đấy nó mới xuất hiện đến cái bẹt. Thì Google xuất hiện bằng cách nào? Google xuất hiện là lấy ngẫu nhiên từ ad để xuất hiện lên trên cái tin này. Nhưng mà Google không thể gì, không thể tích hợp công nghệ ngữ cảnh contextual vào trong cái này. Đấy là điều đáng tiếc của Google. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới anh Đạt yêu cầu Google là gì ạ? Phải chạy ngữ cảnh nhá, phải chạy ngữ cảnh cho gì ạ? Cho nội dung của cái bản. Cấm chạy remarketing. Tại vì gì? Đang đọc một cái tờ báo Manchester có đón tân binh mới, ở dưới là có một câu là gì? Học AdWords Mai Xuân Đạt khác liên quan, đúng không nhỉ? Nên cái bẹt nó phải tự nhiên không phải là cái định dạng tự nhiên mà còn gì? Còn ngữ cảnh của tự nhiên, nội dung của tự nhiên, đúng không nhỉ? Thì nó phải làm cái việc này. Thì ở đây nó có Google nó có ba định dạng nên cái bẹt là thứ nhất là text display ad, thứ hai nữa là in feed ad, thứ ba nữa là in article ad. Đó, thì nó có ba cái định dạng như vậy. À, Bing thì chúng ta sẽ xem một cái mẫu quảng cáo của Bing. Thì Bing cái tiếp theo nó nằm ở đây, nó có recommend for you. Đó, trợ giúp một bài báo thì nó có một cái recommend. Red content, cái này tôi chạy rồi. Red content nó có. Thì Red content là hiện nay là cũng có một cái lượng 250 tỷ impression tháng, thì cũng khá nhiều ở trên thế giới.
ở Việt Nam thì hơi tiếc là Pep Guardiola hùng hổ vào Việt Nam nhưng sau đó rụng ra đi không kèm ông chồng, do là gì, do là ít bắc quá, cho nên là Arteta họ ngại nó không có bắc mà, cho nên là đặt nó không tiện lắm, mà vì coi như là ít Arteta tham gia cho nên các bắc nó cũng chán luôn, cho nên là Pep Guardiola có vẻ là không tồn tại được nhiều. Đây là cái cài đặt của tôi về Pep Guardiola đó. Chúng ta hãy xem cái content hoạt động như nào. Đây là cái trang, một trang người rất nổi tiếng, một trang báo rất nổi tiếng. Thì trong cái trang báo hàng đầu về kinh doanh này thì chúng ta nhìn thấy cái nội dung ở đây, toàn bộ nội dung ở đây ấy, đều là nội dung của nền tin hết, không có cái nào là bài báo cả. Nhớ nhỉ, toàn bộ ở đây cái phần giữa này nó chính là nội dung của nền tin. Và cái nội dung nền tin đây nó rất là gì, nó có một số cái rất là gì ạ, rất là hợp với cảnh, nó có một số cái rất hợp với cảnh, có một số cái thì không hợp lắm, nhưng mà có rất nhiều cái rất hợp với cảnh, và đấy chính là có một số những đơn vị họ làm tối ưu rất là tốt, thì đi tiếp về có những đơn vị họ làm chưa tốt về phần content. MGID thì ở Việt Nam dùng khá nhiều, các doanh nghiệp Việt Nam dùng khá nhiều đó, nhất là các cái đội affiliate. Thật ra là native ad rất phù hợp với thương mại tử. Tại vì sao ạ? Rất phù hợp thương mại tử, rất phù hợp affiliate. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta thấy rằng là native ad nó có một cái đặc biệt là khác với các quảng cáo display bình thường, thì đối với native ad này là họ tích hợp, họ chọn lựa cái nội dung, cái nội dung viết là nó theo một cái gì đó mà nó sẽ chuyển đổi tốt hơn, ví dụ review sản phẩm nào. Đấy, một review sản phẩm nghe nhìn rất là giống, chứ nếu như mà chẳng hạn so sánh như iPhone 8 và iPhone X, đấy, một cái bài như vậy thì nó rất hợp với những tiếp bản, chứ nó không hợp với một cái trang chạy quảng cáo như AdWords, tại vì người ta nhìn rất là phô. Tự nhiên có một cái quảng cáo display để so sánh thì rất là phô, nhưng mà có một cái bài báo mà nói là so sánh thì rất là hợp, cho nên tiếp bản rất là hợp với thương mại điện tử là như vậy, hợp với review, hợp với affiliate. Upbrain là một cái hệ thống cũng khá mạnh, và cái hệ thống này chúng ta thấy trên CNN là sử dụng Upbrain, trên CNN hiện nay đang dùng Upbrain, và CNN là một trang rất nổi tiếng ở Mỹ mà họ còn dùng Upbrain, thì chúng ta thấy Upbrain cũng khá là được ưa chuộng đó. Và CNN đề cập paid content. AdNow thì là một trong những, nó gọi là một cái công ty con của AdCombo, của AdBox, của AdNow đó, AdCombo, rồi thì là một loạt các cái công ty mà của Nga. Và vừa rồi cách đây khoảng tháng tôi gặp Zintana tại cái sự kiện của AdNow tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây một tháng thôi, và họ cũng làm một sự kiện rất là lớn ở Việt Nam. AdNow thì hiện nay chúng ta thấy là quảng cáo ở trên cái trang là Thể thao Văn hóa đó, và chúng ta nhìn thấy cái nội dung này nhưng mà rất là vớ vẩn, tại vì sao, trên tức là nó chả ngữ cảnh gì cả, trên Thể thao Văn hóa mà toàn thấy là run như tiêu chảy, nói chung là nó không hợp lắm, ký sinh trùng mà cái nhìn cái app format nó cũng dở, nó cũng không giống lên tiếng Việt lắm, cái này đáng nghe các bạn phải tối ưu lại. Ok, Appway.net là một cái đơn vị mà phát triển ở Việt Nam, và chúng ta thấy ở đây có cái Bắc Việt Nam này, có Japan, có China, Taiwan, Korea, Indonesia, Thái Lan, Philippines, thì Appway đã cũng là branching ở Việt Nam vừa rồi cái đây còn năm, nhưng mà tôi chưa thấy cái Bắc làm dùng cái này cả. Bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo là tối ưu nền tảng. Cái quan trọng nhất của nền tảng ấy, nó không phải là dùng cái AdWords nào, mà cái quan trọng nhất của nền tảng đó chính là tối ưu được cái nền tảng đấy, được tăng được tỷ lệ chuyển đổi, tăng được tỷ lệ click, tăng được tỷ lệ impression, ba cái tăng đấy. Chúng ta nhìn hai cái ví dụ, chúng ta thấy cái vấn đề là phải tư vấn cái này cần phải tối ưu. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chạy quảng cáo AdWords ấy, thì chúng ta viết dòng đầu là mấy chữ nhỉ, vào dòng thứ hai, dòng đầu vào dòng thứ hai, thì nhiều người là dồn vào dòng thứ hai để viết,
Thì dòng đầu chỉ biết mỗi câu là gì? Tư vấn miễn phí. Cuối cùng lên đến tiếng Việt đâu, thì xuất hiện mỗi cái tư vấn miễn phí, chả biết tư vấn gì. Nói chung là gì? Khách người ta xem chả hiểu gì cả. Người ta không hiểu gì cái nội dung quảng cáo nó cái gì cả. Thấy chưa ạ? Cái này của anh Ngọc tặng tôi. Anh Nguyễn Quang Ngọc. Đúng rồi, tư vấn miễn phí, info từ sau. Nhưng mà tư vấn miễn phí cái gì? Bị cắt mất. Thứ hai nữa là cái ảnh. Các bạn nhìn cái ảnh này so với cái ảnh trên. Cái ảnh này không biết nó nói cái gì cả. Tại vì native ad ấy, nó khác với ad bình thường. Cái ad bình thường nó lên một cái block là 300x250. Nó to. Nhưng mà cái native ad ấy, native ad nó xuất hiện ở chỗ này. Các bạn nhìn lên native ad nó xuất hiện như này. Thì cái ảnh nó bé tí. Vì ảnh nó bé cho nên là gì? Cái này nó lại nhìn quá nhiều chi tiết. Sau đó cái dòng chữ ở trên đấy thì chả nhìn nữa. Như vậy thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là toàn bộ cái banner này coi như mất đi. Không ai nhìn được. Nhớ là phải dùng các ảnh to như ở trên kìa. Đồng hồ thì chỉ 1.8 triệu. Đó. Nó to hơn. Còn ở dưới không nhìn gì cả. Thứ hai là viết một cái câu ấy, trong một dòng của trên network ấy, hay là ở đâu đấy thì phải đủ nghĩa. Ví dụ chẳng hạn chúng ta viết là đồng hồ thụy sĩ giảm giá thì nó phải rõ là đồng hồ giảm giá, chứ đồng hồ thụy sĩ cái rừng không có giảm giá nữa thì ai ta biết là cái gì, nhìn gì nhỉ? Đó. Và nội dung của cái bài của mình ấy nó phải nắm sát với cái chủ đề người ta đọc ở trong cái trang publisher. Ví dụ trên Unfamily thì chúng ta thấy rằng là chủ yếu là các mẹ bỉm sữa, thì chúng ta sẽ phải viết cái nội dung quảng cáo nó sát. Ví dụ khi mà tôi viết một nội dung quảng cáo là hãy đi học lớp Facebook chẳng hạn, thì tôi sẽ viết theo cái dòng là gì? 90% chị em hiện nay đều là bỉm sữa, và 90% bỉm sữa đấy có thu nhập cao hơn là đi làm chính. Thì chúng ta viết cái nội dung đấy ở trên cái trang Affirmy nó rất là hợp. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng là đi bán một cái học Facebook đấy lên một trang sinh viên chẳng hạn thì sẽ không viết như vậy được. Thì chúng ta phải viết là gì? 90% sinh viên đang đi làm đều có thu nhập bằng bán hàng online, bán hàng Facebook cao hơn là gì? Tiền mẹ gửi. Nhớ chưa nhỉ? Thì tất cả cái tối ưu này nó sẽ giúp cho cái người đọc trong cái nội dung của cái trang publisher đấy, họ thấy cái nội dung lẫn vào trong nữa thì nó rất là phù hợp. Vì phù hợp như vậy cho nên là gì? Impression tăng này, CTR tăng. Và cái còn lại là chúng ta phải tối ưu cái landing page thôi. Chúng ta phải tối ưu landing page là landing page này nó khác hoàn toàn một cái landing page bình thường. Chúng ta có 4 cách để viết bài. Một là viết bài chia sẻ hữu ích. Hai là viết bài chia sẻ lợi ích để bán hàng. Ba là viết bài chia sẻ thành công, kinh nghiệm thành công của người sử dụng dịch vụ. 4 là chia sẻ cái một sự mất mát nỗi đau của những người mà không dùng dịch vụ sản phẩm trên cái landing page đó. Thì landing page đấy chúng ta phải viết rằng là gì? Sản phẩm nào phù hợp với gì? Sự mất mát. Sản phẩm phẩm nào thì phù hợp cái gì? Lợi ích. Sản phẩm phẩm nào thì phù hợp với cái được. Sản phẩm nào thì phù hợp với cái gì? Kiến thức. Để chúng ta viết cái landing page đấy phù hợp đối với cái nội dung của em và của khách hàng mục tiêu. Thì cái conversion rate thì lại chuyển đổi, nó tăng lên. Và tổng kết lại, chúng ta phải nhớ rằng native ad là một cái kỷ nguyên của quảng cáo trong thế kỷ mới. Và nếu như một doanh nghiệp nào mà chưa chạy native ad thì nên mở lại tài khoản network, tối ưu lại một vài chiến dịch native ad để so sánh với các cái chiến dịch bình thường. Chúng ta sẽ biết rằng chúng ta thành quả như nào. Và kể cả trên quảng cáo trên Facebook, chúng ta cũng, mặc dù Facebook đưa chưa cung cấp dịch vụ native ad, nhưng chúng ta cũng nên chạy native ad. Và chúng ta sẽ đo lường, so sánh, xem kết quả, hiệu quả của nó như nào. Thì tôi triển khai rất là nhiều các chiến dịch trên Facebook, kể cả trên Facebook, cả trên Google. Thì tôi thấy là cái hiệu quả của quảng cáo trên Facebook đấy, nó rõ ràng là hiệu quả hơn hẳn so với quảng cáo thường. Chính vì thế, tôi mới coi đây là một cái kỷ nguyên mới. Hy vọng rằng là cái bài slide trình diễn của tôi sẽ giúp cho các quý vị về có thể xem lại cái chiến dịch quảng cáo của mình để có thể boost được cái doanh số của mình. Xin cảm ơn.